Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ màn hình của 57.13 Nam Cali, 16.2 Bắc Cali. Bước phần 2 của hội luận ngày hôm nay, chúng tôi đưa tới một số tin tức và sau đó chúng tôi sẽ đi vào cái đề tài. Trong một số tin tức này, chúng tôi nhắc lại là ông Joe Biden gần đây đó, ông nói rằng là chính phủ cũng cần có thêm nhiều tiền để không phải là chỉ mà đối phó với con Covid-19 này không thôi đâu, mà đối phó cả cái nạn pandemic sắp tới. Không biết ông nói pandemic là cái gì nữa. Tuy nhiên ông nói rằng là we need more money to plan for the second pandemic, là cái đại họa lần thứ nhì của pandemic này không biết là cái gì. Thì ông nói thì chúng ta ghi nhận cái điều nói thôi. Nhưng mà gần đây ông đã lên tiếng, tòa biểu lên tiếng đe dọa của những công ty dầu hỏa, nói rằng ông sẽ ra một cái lệnh hành pháp, executive order, liên quan tới những công ty xăng dầu của Mỹ mà ông cho rằng đang tăng giá tại các trạm xăng. Đó là cho nên các công ty xăng dầu Mỹ bây giờ người ta lên tiếng phản đối, người ta gửi phản đối lên tòa bé Úc, lên ông Joe Biden. Trong đó có Chevron, có ExxonMobil, họ đã phản đối cái lá thư mà warning của ông Biden. Và họ nói rằng là cái lỗi không phải ở họ, họ không có tăng cái đó lên. Mà bây giờ ông lại yêu cầu các cái hãng xăng này đó là tăng cái việc mà lọc dầu ở nước Mỹ lên để Mỹ có nhiều cái dầu hỏa hơn. Thì các công ty xăng dầu nói là không phải tại chúng tôi mà chính tại ông. Chính tại ông đã cấm sản xuất dầu cho nên bây giờ nước Mỹ không có dầu. Sai, chúng phải đi mua dầu của người ta tới đây thì nó sẽ trở nên đắt giá. Và ngay cả những cái công ty Aramco của cả Ả Rập Xê Út đó, họ đã ra tuyên bố một cái thắng lợi của họ là trong cái quý đầu tiên của cái năm 2022 này là Ả Rập Xê Út đã thâu vào tất cả số tiền mà lời á, lời ròng quý vị, trừ chi phí rồi đó, lời ròng là 39.5 tỷ. Họ được lời thêm 39.5 tỷ trong 3 tháng đầu năm 2022 là nhờ ông Biden. Ông Biden cấm dầu ở Mỹ, họ bán được nhiều dầu qua trên Mỹ, họ thâu tiền lợi nhiều hơn là nhờ ông Biden, trong khi nước Mỹ bị thiệt hại. Bên Ả Rập Xê Út được lời bao nhiêu là nước Mỹ bỏ túi tiền ra trả thêm bấy nhiêu cho họ, tức là người dân phải trả thêm 39 tỷ hơn nữa cho cái vấn đề xăng dầu tăng giá đó, là ông làm thiệt hại cho ngân quỹ của từng gia đình người Mỹ một. Mà bây giờ ông lại đổ thừa qua cho các công ty dầu Mỹ là tăng giá tại cái trạm xăng. Thì họ lên tiếng phản đối ông, họ nói chính ông là cái người gây ra cái nạn lạm phát, gây ra cái giá xăng dầu ở đây. Ông giải quyết vấn đề bằng cách bây giờ đó, ông mở cửa cái Keystone Pipeline ra, ông cho khai thác trở lại than phiến đá ra, thì nước Mỹ sẽ tự túc như thằng Trump đó. Thì nước Mỹ sẽ hết vấn đề mà tăng giá một cách vô tội vạ như thế này. Và như người ta nói rằng là bây giờ mới giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì xăng lên tới đâu? Lên tới 10 đồng trên 10 đồng nữa hay chăng? Người dân không thể chịu nổi cái điều này nữa và có thể người ta sẽ nổi loạn. Nếu mà trường hợp người ta không có đủ nữa, không nữa người ta sẽ sinh ra bần cùng, sinh đạo tặc, trộm cướp sẽ nhiều hơn. Và bây giờ trộm cướp người ta nhìn thấy cái gì? Là cái vùng ở Fontana bên California, bây giờ người ta đã có những người đi báo cho cảnh sát biết họ đã bị đục xăng đó. Cái xe họ bị đục xăng, họ hút hết xăng ra. Và hút xăng ra đó, cái xăng nó khoảng bao nhiêu quý vị? 70-80 đồng là cao, nhưng mà họ phải sửa cái xe họ tới 2.000 đồng nữa. Đây là cái đau đớn của người dân đang bị cái đó. Và tất cả do ông Biden gây ra, Đảng Dân Chủ gây ra. Cái mơ hồ của Đảng Dân Chủ, tướng Bernie Sanders, cái xã hội chủ nghĩa đưa ra mơ hồ, bảo vệ những cái mơ hồ là cái vấn đề về climate change, cái vấn đề biến đổi khí hậu, bảo đảm cái mơ hồ đó để chặt đứt tay chân của mình. Cái nguồn dự trữ của Mỹ, nguồn khai thác dầu hỏa của Mỹ là cái hàng đầu mà để mà cái nền kinh tế đứng vững được là nhờ cái energy. Nhờ cái năng lượng mà chúng ta có, chúng ta mới sản xuất được. Bây giờ energy bên tàu mà không có là nền kinh tế tàu sụp ngay lập tức. Chính vì thế bây giờ tàu người ta đâu cần, China đâu có care đâu, nó cứ sản xuất thôi. China bây giờ nó cứ tiếp tục nó sản xuất than đá, nó sản xuất, nó sử dụng dầu hỏa, khói than, mịt mù cả Bắc Kinh lên. Ông Joe Biden làm được gì họ, John Kerry làm được gì họ không? Mà trong khi chúng ta tự chặt chân chặt tay chúng ta đây, để người dân Mỹ đang là người phải suffer, đang người phải chịu đựng những điều như vậy. Rồi bây giờ đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nói ở đây nữa là chúng ta thấy rằng là những cái nạn mà mass shooting, tức là bắn súng gây chết người đó,
ở Mỹ mà nó gọi là mass shooting, tức là giết người mà tập thể đó, thì nó định nghĩa rằng một cái mass shooting là một cái gì khi nào mà giết trên 4 người không kể hung thủ đó thì đó là một mass shooting. Và mass shooting đang xảy ra mọi nơi trên nước Mỹ, đặc biệt ở tại New York rất là nhiều. Chúng ta đi trình bày như đó. Bây giờ cái tội ác tăng lên, trộm cắp tăng lên, tại vì vấn đề vật giá tăng lên, đời sống khó khăn lên, thì là bần cùng sinh ra đạo tặc. Đấy là những cái điều đó. Chưa kể những cái điều mà khùng điên của những cái người mà chúng ta thấy rằng là nó chống ông Trump. Cho nên nó xảy ra ở bên Massachusetts đó, là nó đã có một anh chàng đó, anh ta khoảng 5 giờ chiều ngày thứ năm vừa qua, tại cái vùng nó gọi New England ở bên Massachusetts đó, thì anh ta đã, tên cái người này là Sean Flaherty, 46 tuổi, anh ta đã đâm xe của anh ta vào trong cái mà tiệm mà bán các đồ mà lưu niệm về Tổng thống Trump. Nó gọi là cái tiệm đó là đó, đây là trên hình, đây là cái tiệm mà nó bán những cái đồ lưu niệm có hình hoặc là chữ Tổng thống Trump hay là chữ MAGA, và nó đâm vào trong đó, có cả hình ảnh cái chiếc xe đó, quý vị nhìn chiếc xe nó đâm vào trong đó. Nó kẻ điên cuồng anti Trump, những kẻ điên cuồng Đảng Dân Chủ bây giờ đã đưa ra những kẻ điên cuồng như thế này để mà làm hại cho nước Mỹ. Rất may là cái ông mà đứng đó, cái này nó có hai cái tiệm này nó có hai phần, cái phần bên cạnh là có cái một cái ông đang đứng lui cui mà mua hàng đó, thì rất may là đụng vào bên kia, đụng bên này thì ông này chết rồi. Thì đấy là cái thảm cảnh của nước Mỹ hiện tại bây giờ, để cho chúng ta nhìn thấy rằng nước Mỹ bây giờ nó sắp sửa đi tới chỗ loạn lạc tới nơi rồi sao. Và đồng thời ra những cái mà giây phút mà người ta gọi rằng là khủng hoảng của người phụ nữ, bây giờ người ta bà ta tuyên bố rằng bà ta ở tại Brooklyn, New York, bà đi vào trong thang máy và đã bị kẻ bịt mặt đó, nó dí dao vô, nó giật bóp, nó lấy tiền của bà, là nó bảo bà la lên thì nó sẽ đâm chết, bà sợ quá và bà lên ra bà tố cáo cho biết là cái chuyện là đã xảy ra, làm cho bà khủng hoảng tinh thần. Và những cái mà mass shooting ở đây theo người ta mà nghiên cứu trở lại á, thì nó điều nó ngạc nhiên á, là tại những vùng mà cấm súng thì cái mass shooting nó lại nhiều hơn, chứ không phải là như vậy. Tại sao? Bởi vì những hung thủ nó biết là cấm súng, tức là người ta không có súng thì nó càng xài nhiều, nó không có sợ bị chống lại, không có bị những người đó có súng chống lại. Cho nên chính vì thế bây giờ đang có những cái nơi người ta nói rằng là phải cho phụ huynh, tất cả mọi người được quyền mang súng để tự vệ, thì cái nạn mà mass shooting nó sẽ giảm đi. Đây là theo cái nghiên cứu người ta nói cho biết rằng nơi nào mà cấm súng là nơi nó mass shooting lại nhiều hơn, và nó nằm trong những khu vực của cái bên mà Đảng Dân Chủ, những tiểu bang đảng nhiều hơn. Thì cũng như là bây giờ đã có một cái nữa chúng tôi đưa ngay cho quý vị là tối cao pháp viện có thể trong rất gần đây, nay mai, sẽ đưa ra một cái đạo luật để mà đảo ngược lại cái vấn đề mà luật Roe vs Wade năm 1973 được ban hành từ Mỹ cho phép những người dân Mỹ được phá thai đó. Thì bây giờ tôi có phát hiện sẽ đưa ra cái đảo ngược là cấm phá thai. Chúng ta đang chờ xem, nếu mà ra, hiện tại người ta đang biểu tình khắp nơi, người ta đòi rằng là được quyền phá thai đó. Thì cái đạo luật về Roe vs Wade này nó rất lạ quý vị, bởi vì rằng nó vào cái ngày mà năm 1971 nó được một cái người phụ nữ tên là Norma McCovey, mà lúc bây giờ bà ta lấy cái tên là bí danh của bà ta là Jane Roe, để bà ta kiện, sống ở bên Texas, bà ta kiện, bà ta đòi được có quyền phá thai. Thì sau đó bà ta đã thắng, bà ta cái đạo luật đó ra đời cho phép phụ nữ được phá thai từ hồi đó đến bây giờ. Và như chúng tôi đã trình bày, đã khoảng trên 60.000 thai nhi đã bị phá thai, đã bị phá hủy, đã bị giết hại. Thì nhưng điều mà đặc biệt thế này là chính cái bà mà Norma McCovey này đó, là sau này đó thì bà đã cải đạo, bà vào là một người Thiên Chúa giáo vào năm 1995, và chính bà bây giờ là người lại chống lại cái việc mà phá thai. Đấy là cái điều chúng ta cần ghi nhận về cái cá nhân cái bà mà đưa ra, bà thắng lợi đó, nhưng cuối cùng sau này bà nói phá thai là sai, bà lại chống lại việc phá thai. Đấy là cái đạo luật này nó đang sắp sửa trở thành cái đạo luật đấy quý vị, nếu mà tối cao pháp viện thông qua. Nhưng tuy nhiên nó vẫn còn rất nhiều những cái khó khăn,
ở đây mà chúng ta được biết rằng hiện tại bây giờ 26 tiểu bang Mỹ đang sẵn sàng chờ đợi lệnh của tối cao pháp viện để họ cấm, để mà họ cấm cấm cái vấn đề phá thai. Cũng như bên đấy chúng tôi có nói rằng là một cái vị bác sĩ mà vì chống cái vấn đề mà chủng ngừa đó, người ta gọi là anti-vaccine doctor đó, thì bà này là Dr. Simone Gold, vì bà ấy đã tham dự vào cái biểu tình ngày 6 Tây tháng Giêng đó, mà đi vào trong Capitol, bà đã bị kết án. Bây giờ bà là người bác sĩ đầu tiên chúng ta thấy là bị kết án 2 tháng tù và 12 tháng giống như thể là quản chế tại nhà đó, đóng 9.500 tiền phạt. Người ta nói là sở dĩ bà bị phạt ngay như thế và bị án tù thế là vì bà là người anti-vaccine, cho nên bị ghim cái chuyện đó và bị án tù như vậy. Tuy nhiên là cái vấn đề về cái bầu cử ngày 6 Tây tháng Giêng nó có rất nhiều bí ẩn quý vị, mà chúng ta sẽ trình bày đây, cũng như là về vấn đề mà tình hình của chiến sự tại Ukraine chúng ta cũng sẽ phải lược qua một chút. Thì tới đây Trang có thể bổ túc cho một số những cái tin tức thế nào cũng như là về Ukraine. Thì theo Trang được biết, theo tin tức thì Ukraine và Nga vẫn là rất là đang cũng vẫn là đang khốc liệt, chưa có một chút xíu gì giảm hết. Thì theo cái nói về những cái thiệt hại đi ha. Nói về thiệt hại của Ukraine đó. Dạ, giữa cái thiệt hại giữa của Ukraine và Nga thì thiệt hại, thì trong thiệt hại của Nga đó, thì theo cái tổng tham mưu của Ukraine đó, thì Nga mất tới 34.430 binh sĩ, binh lính đã tử trận kể từ ngày mà bắt đầu cuộc chiến tranh là ngày 24 tháng 2, và mất 1.504 chiếc xe tăng, rồi 3.632 xe cơ giới chở quân, và 2.548 xe các loại và xe bồn xăng, 756 khẩu pháo, 240 dàn phóng hỏa tiễn, 99 cái dàn hỏa tiễn đất đối không, 183 cái trực thăng, 21 máy bay các loại, 620 máy bay không người lái và 14 cái chiếc thuyền. Đó là những cái tổn thất của Nga theo thống kê của bên Ukraine, là về cái thiệt hại giữa Ukraine và Nga. Thì Ukraine vẫn là giống như là vẫn còn đang rất là nóng bỏng. Ukraine vẫn kiểm soát được 45% lãnh thổ miền đông ở Donbass, mà Nga thì lại chiếm được 55%. Đó là cái theo cái thống kê như vậy. Trang không biết anh vâng, có... chiến sự tại Ukraine nó vẫn đang tiếp diễn rất là khốc liệt. Và chúng ta cứ tưởng rằng Nga đã chiếm được cái miền đông Donbass của Ukraine, nhưng theo những tin tức mới nhất tại tờ báo của bên Ukraine họ gửi mà chúng tôi được biết thì điều chúng ta ngạc nhiên là Nga không chiếm được toàn bộ miền đông, mà chỉ chiếm được 55% thôi. Kể cả hai cái thành phố mà tàn phá nặng nề nhất đó, là tính vào Nga mới chiếm được 55%. Và 45% lãnh thổ tại miền đông trong vùng Donbass vẫn nằm trong tay của chính phủ Ukraine, của Tổng thống Zelensky. Đây là cái điều mà chúng ta cũng vui mừng nhận thấy rằng cái sự tiến công của quân Nga từ ngày 24 Tây tháng 2 đến bây giờ nó vẫn không đạt được kết quả như ông Putin ông mong muốn. Tuy nhiên là người ta thấy có một điều như thế này, là cái vị mà đại tá thứ 55 của quân Nga đã bị tử trận. Và ông này là trung tá Sergei Gandarov, và ông đã bị tử trận ở trong cái vùng mà Volnovakha của cái vùng Donbass miền đông đó. Và khi mà cái chiếc máy bay trực thăng của ông là chiếc Mi-35 nó bay sau khi nó xong một cái phi vụ của nó đó, thì nó bị hỏa tiễn đất đối không của Ukraine bắn hạ. Đây là một thành tích nữa của cái quân đội Ukraine. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhớ rằng quân đội Ukraine bị thiệt hại cũng rất nặng. Và một thời gian ở trong miền đông ở đây đó, là có một cái tin cho biết rằng là một cái nhóm tham mưu gồm sĩ quan mà cấp cao cấp của Ukraine họp tại miền đông của Donbass đó đã bị trúng hỏa tiễn của Nga và tất cả đều tử trận.
thì những sự hy sinh của Ukraine cũng rất là to lớn, nhưng mà họ quyết tâm, họ bảo vệ đất nước của họ và họ chiến đấu cho tới cùng. Chính vì thế mà họ đã từ từ lấy được cái lòng tin, lấy được cái sự ủng hộ của các nước bên châu Âu, đặc biệt là các nước bên châu Âu cũng như đặc biệt của các cơ quan NATO, mà ông Tổng thư ký NATO cũng đã nói rằng chúng ta phải tiếp tục ủng hộ Ukraine, chúng ta phải tiếp tục lâu dài, bởi vì cái cuộc chiến này ở tại Ukraine nó có thể kéo dài trong nhiều năm. Ông nói có thể kéo dài trong nhiều năm, đó là điều chúng ta không mong muốn thế nào hết. Nhưng mà gần đây đó người ta thấy rằng là theo như một cái người ta thống kê của cái The Pew Research Center đó, nó là một cái bộ óc mà người ta gọi là think tank của Mỹ đó, thì nó đã công bố ngày 22 tháng 6 vừa qua cho biết thế nào. Nó cho biết rằng uy tín ông Putin xuống còn có 9% thôi. Nước Nga bây giờ không có tin tưởng vào Putin như trước đâu, vào ông Putin trước nữa đâu. Cho nên Putin bây giờ đang đi tìm đồng minh, và ông ta đang tìm ai? Tìm China, tìm ông Tập Cận Bình. Hai ông vừa nói chuyện với nhau xong, và hai ông đều bắt tay nhau, nói là sẽ ủng hộ nhau, yểm trợ lẫn nhau. Ông Putin sẽ yểm trợ Tập Cận Bình nếu Tập Cận Bình đánh vào Đài Loan. Và hiện tại bây giờ ông Tập Cận Bình đang ủng hộ ông Putin để mà tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược mà không có chính nghĩa tại Ukraine. Đó là hai người mà mang, chúng tôi đã nói, mang cái ảo vọng lớn nhất trên thế giới để mà thống trị thế giới, là Putin, Tập Cận Bình đó. Hai ảo vọng đó, hai cái ảo vọng đó gặp nhau. Và hai cái người mà mang những cái ảo vọng đó, đó đang cứ ngỡ là mình đang có lẽ họ ở trên cung trăng, nhưng họ ở trên đất, trên mặt đất, để họ nghĩ rằng họ có thể thống trị thế giới được. Và họ đã ông Putin đã gặp cái bài học đắng cay tại Ukraine, nhưng mà ông ta vẫn tiếp tục, ông ta vẫn không có tuyên bố là sẽ chấm dứt chiến tranh đâu, mà chiến tranh sẽ còn tiếp tục, và chúng ta sẽ theo dõi nữa để xem cái tình hình mà Ukraine nó đi tới đâu. Tuy nhiên ở tại Ukraine bây giờ đó thì người ta bắt đầu đem ra xử một cái Russian commander, một cái người chỉ huy của bên Nga. Bởi vì sao? Bởi vì cái ông này bị đưa ra tòa mang cái tội là hiếp dâm tập thể một người phụ nữ Ukraine, một người phụ nữ 33 tuổi. Mà cái điều dã man là cái người này đó, người lính Nga tên là Mikhail Romanov, 32 tuổi, đã bị đưa ra tòa án của Ukraine để xét xử, dù rằng anh ta không có mặt cái bữa đó, nhưng bị xét xử vì đã giết chết người chồng rồi hãm hiếp người vợ, trong khi đứa con 4 tuổi nó núp sau đó, nó nhìn thấy cả cái cảnh đau thương đó. Thì đấy là một cái mà Ukraine họ đưa ra tòa án để mà nó xét xử. Trên hình chúng ta nhìn thấy đó là Mikhail Romanov, 32 tuổi, anh chàng này đang bị đưa ra tòa án để mà xét xử với cái tội mà người ta cho rằng là quá dã man, để mà lính Nga đã đi qua bên Ukraine đã làm tội ác như thế. Và mà theo như ông Stoltenberg đó, là ông Tổng thư ký NATO, thì ông nói thế nào? Ông nói rằng là chúng ta phải tiếp tục ủng hộ Ukraine, bởi vì nó sẽ là một cái nỗ lực chúng ta lâu dài để mà giúp Ukraine. Và bây giờ đó, sau cái tình hình Ukraine, chúng ta nhìn vào tình hình của nước Mỹ thì chúng ta nhìn thấy tại sao nước Mỹ có thể đi tới Đài Loan. Bởi vì cái thứ nhất đó, là cái mà ủy ban 6 Tây tháng Giêng 2021 mà lập ra đó, của bà Nancy Pelosi lập ra đó, mục đích chính của bà, của ông Joe Biden, của những người đảng Dân Chủ cực tả của bà Nancy Pelosi là gì? Là triệt hạ, đi tới chỗ tìm mọi cách, bới lông tìm vết để bắt giam Tổng thống Trump. Họ đang có cái âm mưu đó. Báo chí Mỹ cực hữu họ đã đưa tin đó cho biết rằng là họ đang bới lông tìm vết, và bây giờ họ đang tìm cách, họ áp lực với lại Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ để mà truy tố ông Trump ra tòa vì cái tội ông xúi dục biểu tình mà họ nói là tràn vào trong cái Capitol đó. Dù rằng bây giờ họ chưa có chứng cứ nào hết, nhưng mà cái người Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ bây giờ đang đứng trước ngã ba đường, bởi vì bây giờ truy tố ông Trump cũng kẹt, mà không truy tố cũng kẹt. Không truy tố bị áp lực của bên đảng Dân Chủ, bây giờ họ đang nắm giữ quốc hội, đang nắm giữ hành pháp, họ đang áp lực về tư pháp phải theo họ. Mà nếu truy tố ông Trump, lấy chứng cứ đâu ra truy tố? Và nếu trường hợp mà xảy ra việc truy tố ông Trump đó, đưa ra tòa, và nếu kết tội ông, mà nếu bắt giam ông, nước Mỹ sẽ đại loạn, bởi vì 71 triệu người dân bỏ phiếu cho ông. Đấy là theo thống kê của đảng Dân Chủ nhé,
thực tế có thể ông Trump có thể được trên 81 triệu phiếu. Nước Mỹ sẽ đại loạn liền. Nước Mỹ sẽ đại loạn. Yeah. Nếu mà họ đi tới cái chuyện mà họ truy tố ông Trump ra tòa, họ bắt giam ông Trump, nước Mỹ sẽ đại loạn, nước Mỹ sẽ đi vào nội chiến. Đấy là điều chúng ta vô cùng là e ngại. Và cái điều đó rơi vào đúng âm mưu của China, của Trung Cộng. Nó đang muốn tạo nội loạn cho nước Mỹ để cho nước Mỹ suy yếu. Nước Mỹ không còn là cường quốc nữa để mà China nó leo lên ngồi lên trên đầu của Hoa Kỳ. Tất cả điều đó làm cho cái giả thuyết rằng là tất cả người dân chủ bây giờ có phải họ nhận tiền của China không? Họ nhận lệnh từ China không? Từ suốt từ thời Clinton bây giờ qua cho tới thời Obama qua tới thời Biden bây giờ có phải có dây mơ dây má gì đối với Bắc Kinh không để bây giờ làm những cái điều mà người ta nghĩ rằng là sẽ đưa nước Mỹ xuống cái vấn đề mà thảm họa vào trong hố sâu của cái vấn đề mà phá hoại để làm lợi cho China. Người ta đang sợ điều đó và người ta đang sợ nước Mỹ sẽ đi tới đại loạn. Bởi vì bà Nancy Pelosi này không hiểu bà nghĩ gì trong đầu. Nhưng người ta nghĩ đằng sau lưng có thể bà là cái người bị giật dây, bà có thể là đằng sau lưng là bà nhận tiền của China chăng? Đó là giả thuyết mà người ta đặt ra, người ta thấy nó có hợp lý. Là bởi vì chỉ có nhận tiền của China mới có thể mà đánh phá nước Mỹ một cách tan hoang như vậy, trong khi bao nhiêu việc cần làm không làm. Bây giờ chẳng Hunter Biden cái laptop của nó để đó, trình hình như đó không có xét xử. Chứng cứ 100% nằm trong đó, chỉ lấy laptop ra là thấy thôi, không làm. Cái chuyện bà làm em nghĩ là bà chỉ đang muốn là phải bỏ tù ông Trump để khỏi cái tranh cử của 2024 sắp đến. Thì cho nghĩ là cái đó là cái bà muốn tránh là cái đó, phải bỏ tù ông cựu tổng thống Trump để mà không có tranh cử nữa và lúc đó dân chủ sẽ mạnh hơn. Nhưng mà bà quên rằng nếu mà bỏ tù được thì 71 triệu dân sẽ, cho nghĩ là sẽ phải nổi loạn liền. Tại vì họ không chấp nhận được cái như vậy. Đúng rồi. Đúng như vậy đó, thưa quý vị. Mục đích của bà là như thế. Triệt hạ ông Trump là có hai, một mũi tên bắn hai con chim một lúc. Thứ nhất bắn vào ông Trump, tức là làm cho ông bị tê liệt đi. Ông không có khả năng ông ra ông tranh cử nữa. Năm 2024 ông không ra tranh cử nữa để triệt hạ một cái đối thủ lợi hại của Đảng Cộng Hòa, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Mũi tên đã bắn vào con chim thứ hai là những người ủng hộ ông Trump, những cố vấn ông, những người ủng hộ ông Trump, những người đã từng theo ông, đã từng bỏ phiếu cho ông, nhìn thế mà sợ. Cũng như là cái ủy ban mùng 6 tháng riêng này, họ đang trù dập những người đang bị giam giữ để làm gì? Để những người đó sợ, những người theo ông Trump sợ là mình sẽ bị như thế đó. Chính vì thế mà trong kỳ trước chúng tôi đã đưa đến cho quý vị mà cái cuộc họp báo của bốn cái dân biểu Cộng Hòa tố cáo về những tội ác của cái ủy ban mùng 6 tháng riêng này, trong đó có bà mà Marjorie Taylor Greene, bà dân biểu Đảng Cộng Hòa mà tôi rất kính phục bà nói rằng, bà nói với tất cả họp báo đó, bà nói rằng nếu cái người đang bị giam giữ trong trại giam đó là quý vị thì quý vị nghĩ gì? What if it is you? Bà chỉ phóng viên đó, nếu mà bị giam giữ đó, bị bỏ đói, bị bỏ khát, bị biệt giam, bị tra tấn, không cho luật sư biện hộ, vân vân đó, thì quý vị nghĩ thế nào? Không đem ra tòa ra giam xét xử, giam giữ khơi khơi vậy thôi đó. Luật pháp Mỹ đâu có cho phép bắt người dân một cách bất hợp pháp như thế, nhưng họ vẫn làm. Họ đang giam trên một năm những người đó không xét xử, bị đối xử ngược đãi trong đó. Đâu còn là nước Mỹ nữa, nước Mỹ bây giờ đang trở thành nước độc tài, trở thành Bắc Kinh, trở thành Bình Nhưỡng, trở thành Cuba, vân vân. Trở thành Việt Nam cộng sản, không còn cái quyền của con người nữa. Thì bà ấy là cái người can đảm đứng lên và nói cái chuyện đó, tố cáo cho mọi người biết là bà chống đối cái việc đó. Thì chúng ta nghĩ thế nào? Những người ủng hộ ông Biden nghĩ thế nào? Những người đừng bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ nghĩ thế nào? Nước Mỹ bây giờ đang có một sự mà không có công bằng như thế, đối xử với con người như thế, thì chúng ta nghĩ thế nào? Thì tất cả điều đó là chúng tôi muốn đưa lên để cho thấy rằng hỏi sau bao nhiêu tháng họ đi tìm không kiếm ra vết tích nào để mà buộc tội ông Trump. Bây giờ họ là áp lực qua bên Bộ Tư pháp để Bộ Tư pháp truy tố ông ấy. Thì họ làm mọi cách để truy tố ông ra. Mà truy tố ông ra lấy cớ nào truy tố? Phải ngụy tạo ra. Ngụy tạo bằng cách bây giờ các video họ chiếu lên cho truyền hình xem là nó đều cắt xén hết. Để cho nhìn thấy có vẻ như là ông này là cái người ông ấy đã xúi dục đấy. Đấy là cái điều nguy hiểm của nước Mỹ. Bây giờ media nó đang đưa người ta đi vào trong cái ảo tưởng, ảo vọng, và đưa vào một sự sai lầm để kết tội những người có công, và lại tâng bốc cái kẻ có tội.
Ông Trump là người có công, ông đã nước Mỹ đến tự túc về xăng dầu trong từ năm 1957 tới bây giờ chưa có tổng thống nào làm được chuyện đó, ông đã làm chuyện đó. Nước Mỹ đã tự túc xăng dầu. Biden giải phá cái chuyện đó, tức là Biden là người có tội chứ không phải ông ấy. Mà Biden không bị truy tố. Hunter Biden con ông ta làm những điều bất hợp pháp sẽ không bị truy tố. Những cái đại biểu của cái bên dân chủ có liên hệ với lại một cái nữ gián điệp của Trung Cộng kỳ trước đó, rồi cuối cùng bây giờ ông xù luôn, đâu có ai nói cho ông ta nữa đâu, ông ta vẫn tiếp tục ở tại vị. Thì đây là cái điều chúng ta cần phải nhìn vào nước Mỹ để thấy nước Mỹ bây giờ nó đang biến đổi vào cái chiều hướng rất là xấu. Và nếu mà cái âm mưu của cái ủy ban mùng 6 tháng Giêng này nó thành công được bằng cách họ truy tố được ông Trump và họ tìm cách bắt giam ông ấy, thì nước Mỹ sẽ đại loạn. Nước Mỹ sẽ đi vào nội loạn là cái điều chúng ta không bao giờ mong muốn cả. Nhưng mà đây là cái viễn ảnh của nước Mỹ đang đi tới chỗ đó đó quý vị. Thì tới đây Trang có một vài lời cuối nào không trước khi chúng ta phải kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay? Dạ thì như nãy giờ là anh Dạ Đại có trình bày hết rồi thì Trang cũng chỉ có nói là nước Mỹ sẽ đi vào đại loạn nếu mà Tổng thống Trump bị bắt, nếu mà Tổng thống Trump bị mà bị bắt và dạ, bị truy tố như vậy thì và Trang nghĩ là chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Dạ. Cảm ơn Trang và cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình hội luận bàn tròn của chúng tôi. Và quý vị nhớ đón xem chương trình này sẽ được phát hình trên băng tần 57.13 tại Nam Cali, 16.2 tại Bắc Cali vào 8 giờ sáng và 2 giờ chiều vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần. Xin quý vị đón xem. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.